Bạn sẽ a còng ai vào video này? Người ta nghĩ tôi ít nói, bạn bè nghĩ tôi thân thiện, nhưng chỉ có BFF mới biết tôi vừa nói nhiều, vừa nhây còn bị khủng giống nó. Động lực sau Tết dành cho mọi người. Vừa hết Tết là 14 tháng 2 tới ngay, là 8 tháng 3 gần kề, 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới, xong đến Trung Thu rồi lại 2 tháng 9, sẽ rất nhanh đến 20 tháng 10. 20 tháng 10 qua là Noel đến, liền theo Tết Tây, rồi đến Tết ta, hồi hộp quá, lại sắp Tết nữa rồi. Xong ta đông cho đầy bình xăng lắc lư lưng chừng, mừng mừng rưng 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 trong lòng tối nay là 30 Tết. 1001 câu chuyện ức chế nhất trên quả đất, cả lớp không học bài, một mình bị gọi, đắp chăn thì nóng, không đắp thì lạnh. Ngồi học thì buồn ngủ, nằm xuống giường thì mắt mờ thao tháo. Kể bí mật cho một người, hôm sau ai cũng biết. Khi trong lớp có đứa IQ vô cực. Tết xưa thì có mai đào, Tết nay thì có gì? Tết nay có mam nhạc. 30 chưa phải là 31. Tiếng Anh sẽ dễ hơn khi chúng ta khi nói chuyện một mình. Người tính không bằng máy tính. Của rẻ là của gì? Dạ của em. Tôi không có tiền, tiếng Anh nói làm sao? I know yet money. Có công mày sắp, có ngày tháng năm. Còn nước là còn ướt. Nghèo mà xài sang thì kệ người ta. Top những điều dân FA sẽ làm trong ngày Valentine. Top 1, online chém gió. Tóc bắt đầu từ lúa, nghe bắt đầu từ trâu, sừng bắt đầu từ đâu, sau Valentine sẽ biết. Top những câu nói dối kinh điển nhất trong lịch sử. Mấy đứa học giỏi, tao làm bữa đấy không đúng đâu. Giáo viên, tôi chả bao giờ thiên vị ai cả. Bác sĩ, không đau đâu, chỉ như kiến cắn thôi. Con trai, anh yêu em không phải vì ngoại hình đâu. Các kiểu logic khó đỡ của Gen Z. Mùng 1 tháng 4 là ngày quốc tế lừa đảo. Mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. Mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Như vậy ta có một vòng logic. Họ lừa đảo, họ cùng nhau lao động và thiếu nhi ra đời. Định nghĩa ngày 14 tháng 2 theo một đứa ấy như tôi. 14 tháng 2 là ngày Valentine. Ta lấy 14 chia 2 được 7 có nghĩa là thất. Valentine nghĩa là tình. Suy ra ngày 14 tháng 2 là ngày thất tình. Là ngày lễ độc thân nha mấy cô mấy chú mấy cha mấy mẹ mấy anh mấy chị. Điểm của các môn học và những câu nói 3 chấm của giáo viên. 3 điểm sinh, 4 điểm lý, 5 điểm văn, 6 điểm hóa. Giáo viên nói yếu sinh lý ngu văn hóa. 9 điểm ngoại ngữ, 4 điểm ngữ văn. Giáo viên nói mình phản quốc. 3 điểm giáo dục công dân, 9 điểm ngữ văn. Giáo viên nói mình có tài mà không có đức.